I got some words I couldn't speak in that very moment. Và trong đám cưới ngày hôm nay thì được cái may mắn nhất là tất cả mọi người ở đây. Dạ, cho con hơi công bất công bình một chút. Xin được giới thiệu với ngồi nhà gái. Em xin mời bác hai có mặt ở đây không ạ? Xin được mời bác Phú ạ, bác Trà Phú ạ. Yeah!
nhìn nhau luôn. Sức khỏe của các bạn tiền ngày hôm nay. Đại diện mời các ba đại diện chúc cho vợ chồng hai cháu đó. Bác hai đi đưa bác hai kìa. Có đôi lời. Không thâu vô. Có đôi lời chúc mừng hai họ gia đình, thằng trai thằng gái. Và nhất là cô dâu chú rể nhận được thiệp hồng của hai cháu gửi cho gia đình chúng tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng đủ thứ chuyện vì vui mừng may bộ đồ một năm dưới nay mới được mặc, may mà nó vẫn còn vừa, còn của bà xã tôi thì phải mang đi sửa lại. Đám cưới này là đám cưới sau trận dịch một năm dưới, rất là vui. Hôm nay nhân tiện đây chúc mừng nhà trai và nhà gái dồi dào sức khỏe, cô dâu chú rể trong năm hạnh phúc. Năm tới nếu có dịp chúng tôi lại qua để ăn đầy tháng. Bye.
Come on.